Vô đây. Chị hai, chị hai. Bạn em MC Dương Hồng Phúc. Em chào chị. Chào em. Chị, đây là một MC rất nổi tiếng nhưng mà gặp một vấn đề là cái bụng như con cóc á. Chị giải quyết giùm em nha. Mới đây thôi. Em hồi trước không phải dày đâu, có 85cm nè. Làm xong chương trình em ăn đêm với uống bia, giờ nó lên 97cm luôn. Mà sắp tới em có show, người ta bắt cái bụng phải nhỏ là giống như ngày xưa mới nhận được. Chị giúp em giảm mỡ bụng xuống được không? Được chứ. À, được đó chị. Được. Ê Xuân Hồng. Hả? Nhưng tao thấy đàn ông vô thẩm mỹ viện kỳ kỳ sao mày? Ủa làm gì đâu kỳ. Bây giờ muốn kỳ hay muốn đẹp, muốn ngại hay là muốn có show? Ê mày đừng tỏ thái độ tao nha, mày tự nghĩ mày có bạn gái xinh đẹp dễ thương. Ê nhiều quá. Vậy giải quyết cái giùm em nha, cho bụng nó xuống đi, để nó nhận show chứ để nó than với em hoài mệt lắm. Thẩm mỹ viện của chị là chuyên về giảm mỡ và giảm cân. Ví dụ như em muốn giảm mỡ bụng thì chị sẽ thứ nhất là sẽ lên đo khám lượng mỡ của em, xong rồi sau đó là sẽ bác sĩ sẽ tiến hành sử dụng máy và thuốc và kỹ thuật viên sẽ là điều trị cho em để em tăng mỡ bụng sau 10 ngày. Sau 10. Yeah. Ê, hả? Cái này tao thấy quen quen vậy hay Xuân Hồng? Quen gì? Bữa mày uống ở nhà tao đó. Ủa nhưng mà hôm bữa là nó có một chai nhỏ xíu à. Ồ, 10 hộp trong đây luôn hả? Đúng rồi, cái chai mà lọc gan đó. Mày uống bia rượu nhiều á là phải uống kèm theo cái này. Nó lọc gan tốt cho cơ thể. Trời ơi, cái hộp đẹp quá ha. Chị ơi, lát nữa lên em giảm mỡ bụng xong rồi chị bán cho em 10 hộp này nha. Tuyệt vời. Dạ. Đi đi. Tao đi với nha. Đi đi. Chị cho em nhỏ bụng giống Xuân Hồng đi chị. Được, được. Tao lên đó nha. Lên đi. Dạ, cảm ơn chị. Giải quyết giùm em nha chị. Ok. Rồi, như vậy là mọi người vừa theo dõi lại những hình ảnh trong bộ phim Lớp 2019 của Phúc trên kênh H2P Entertainment vào năm ngoái. Và Hoa Hậu Anh Thư cũng có một cái vai diễn nho nhỏ trong đó. Với tại cái địa điểm mà thẩm mỹ viện của chị Thư là tại 373 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Em nhớ cái thời điểm lúc mà quay là ở đó rất là nhiều khách, nhưng mà chị vẫn giúp cho tụi em có một vài cái cảnh quay đẹp ở đó. Tại sao vậy chị Thư? Chị thương tụi em cả đó luôn á, hay sao? Tại vì mình cũng yêu nghệ thuật mà. Dạ. Nên là tạo điều kiện cho đoàn phim làm việc thì mình rất là hân hạnh được hợp tác chung với mấy bạn. Dạ. Nhiều bạn thì nói là chắc là nhiều khi chị Thư là cũng thích đóng phim hay là thích cho showbiz. Có không? Có thích không? Nếu mà có vai phù hợp thì mình cũng sẵn sàng. Trời, bà nói thiệt luôn, bà nói ghi lại câu này. Tại vì bình thường á là em thấy chị bận lắm quá trời việc luôn, không có dám mời luôn, mà chị mở lời vậy là tôi sẽ mời. Chị biết vai. Tại vì chị Thư hiểu không? Ví dụ như là làm một cái giám đốc một cái thẩm mỹ viện hơn 20 năm, rồi hoa hậu doanh nhân, tức là rất nhiều cái công việc em thấy là chị đủ bù đầu luôn á. Rồi bao nhiêu cái quản lý nhiều thứ mà khi mà tụi em mời thì em biết là phim thì học cách xem tụi em bèo rồi nè, không có kiểu nó chứ. Nhiều khi nhiều bạn nói chắc chị Thư tài trợ, nó không phải, mọi người, không phải tài trợ mà tài Phúc tham gia một cái cuộc thi hoa hậu thế giới ở Canada năm 2018 ở Vancouver, thì chị Thư là một trong những thí sinh Việt Nam mình đến đó thi. Có rất nhiều các cái người đẹp từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Việt Nam, Nhật, rồi khắp nơi tới thi, thì chị Thư là tới thi. Nhưng mà chị Thư thi hạng mục rồi hoa hậu doanh nhân hả chị, đúng không? Nó có Miss doanh nhân, Miss quý bà, thì chị Thư thi và vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đạt chức vương miện cao nhất là hoa hậu quý bà. Cái năm chị Thư là em với Diễm Hương dẫn nè. Rồi ai là giám khảo chị ha? Jennifer Phạm. Luật sư Tom Tuller. Rồi anh gì mà hiệp hội Bắc Kim Hoàng. Vàng Kim Hoàng Bắc Cali. David Quang hả chị hay gì đúng không? Hay là gì đó đó. Thì đó là những cái vị mà rất là danh tiếng ở trong và ngoài nước. Và lúc đó thì không có biết chị Anh Thư là ai hết á, nhưng mà cái cách chị chia sẻ thuyết trình, rồi những cái dự án chị làm vì cộng đồng, và nói chung là chị giúp đỡ cho rất nhiều những cái phụ nữ lập nghiệp tại Việt Nam cũng như là ở nước ngoài với những cái sản phẩm tốt nhất về làm đẹp. Thì tan, chị đang ngôi vương nguyện hoa hậu. Thật sự là ngày hôm nay mà khi nghe nói là khách mời đó là chị Anh Thư, hoa hậu doanh nhân quý bà, thì em rất là áp lực chị. Gom luôn á, doanh nhân quý bà gom luôn chung. em rất là áp lực khi ngồi kế một hoa hậu. Bởi vì là bây giờ đến
đến cái tuổi của chị, khi mà em đến tuổi của chị em không biết là em có được đẹp như chị hay không, và có những cái bí quyết để giữ gìn nhan sắc như thế nào chị có thể chia sẻ được cho các chị em phụ nữ trẻ đẹp hoài chị mà vẫn tự nhiên vậy? Cảm ơn diễn viên Quỳnh Phượng đã có lời khen thật là khéo. Chị Thị Thư cũng sẵn sàng mở lòng là để tuổi của anh Thư mà được Quỳnh Phượng khen như vậy thì chúng ta hãy cùng đến với thẩm mỹ viện anh Thư. Đúng không? Dạ, có vấn đề về cái chỗ nào thì chị sẽ tư vấn và chị sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, thế thì em có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ như thế này, tức là bây giờ hiện nay thì cái công nghệ thẩm mỹ nó có rất là nhiều và nó đã rất là hiện đại, nó tiên tiến rồi, thì mà thẩm mỹ viện ở đất nước mình cũng có rất là nhiều những thẩm mỹ viện uy tín. Vậy thì cái điểm mạnh, cái thế mạnh riêng của anh Thư là gì để có thể được nhiều người nhớ đến, biết đến và tồn tại trong cái ngành thẩm mỹ lâu đến như vậy và uy tín đến như vậy? Để thẩm mỹ viện anh Thư mà tồn tại trên 20 năm như vậy và khách hàng gần xa khắp nơi trong Việt Nam cũng như toàn thế giới đều, nhất là trong cái đại dịch Covid như vậy, rất là nhiều khách hải ngoại nói là rất là tiếc là không có chuyến bay về, là tất cả khách phải dừng lại, coi như tính ra của Thư gần hơn 50% lượng khách ở nước ngoài là phải dừng lại hết. Là tại vì bên mình là làm đẹp quan trọng là cái tư vấn là tận tình, chất lượng làm là lúc nào tuyệt đối, đăng là phải đẹp. Và đặc biệt là khi mà mình chăm sóc khách ở đây, cái hiệu quả mình làm đẹp đó là nó an toàn và nó tự nhiên. Nó phù hợp với mọi khách hàng. Có một cái là bản thân tụi em hay là mọi người thắc mắc là ai người ta cũng quảng cáo thẩm mỹ viện nào nữa nào tao quảng cáo, nhưng chị không quảng cáo. Tại vì mấy chục năm qua có là chị vẫn làm với những khách hàng quen thuộc, thậm chí là ai biết thì tới, còn ai không biết thì không sao. Có là khi mà người giới thiệu nhau thì tới, chứ cô em nói chị ơi chị làm quảng cáo đi này này kia đi, bia mời nghệ sĩ rồi cái tới, chị thương chị khác mọi người á, sao vậy chị, tại sao vậy, hay là chị thấy như vậy nó an toàn hơn, nó hạnh phúc hơn? Thật sự tại sao mà cũng có rất là nhiều người nói thẩm mỹ viện anh Thư tại sao không bia rầm rộ như mọi nơi, để bia rầm rộ thì mình phát triển rất là nhanh, cũng rất là tốt. Nhưng mà đối với Thư, tâm lý làm đẹp bản thân Thư trải nghiệm cũng như Thư có hiểu rằng đối với khách hàng cũng vậy, khi một người khách đã đến với thẩm mỹ của mình phải đặt hết niềm tin vô cho mình để nó được chăm sóc tốt nhất, thì đòi hỏi đối với trong cái khả năng của thẩm mỹ viện anh Thư, mình chăm sóc từng người một thật là chất lượng, thật là hiệu quả. Tức là mình nhận nhiều quá khách vô mình làm, nhưng mà ít khách thì chỉ ít tiền, nhiều thì chỉ nhiều tiền hơn. Đúng, cái đó là cũng là niềm mơ ước của Thư. Nó mâu thuẫn vậy ta, người ta, ta kinh doanh ta kiếm tiền, bà này mới kinh doanh bà muốn kiểu bởi vì là khi mà mình giữ khách đó, đặc biệt là những cái ngành nghề này làm đẹp nè, về sức khỏe nè, về ăn uống ẩm thực, tất cả những cái như vậy đó, thì khi mình giữ khách bằng chất lượng thì nó mới lâu dài được. Và khách người ta đến, người ta bản thân tâm lý khách hàng thôi, thấy ngon thấy đẹp thì sẽ giới thiệu, sẽ tự động giới thiệu quảng cáo cho người này người kia. Và cái sự quảng cáo của mình á, một lời quảng cáo không bằng trăm lời đồn đại, và những cái lời đồn, những cái lời chia sẻ đó thì nó sẽ kéo khách đến nhiều hơn. Đại sứ gương mặt không, bản thân em cũng vậy thôi, em cũng giữ khách bằng cái tôn chỉ của mình, đó là cái chất lượng là phải hàng đầu. Như vậy thì ai là người đưa chị đến cái lĩnh vực làm đẹp này, cái cơ duyên nào? Em sẽ trở lại năm, chắc gì trước năm 99 một tí xíu, tại vì năm 99 là năm thành lập thẩm mỹ viện. Nếu mà nói về ngành làm đẹp này thì nhà mình đã làm từ lúc mình chưa sinh ra. Lúc đó là ai là người khởi xướng chị? Dạ, ba mình. Ba mình làm ở ngành y. Và đã chữa bệnh về da liễu cho thời đó là chiến tranh. Đến rất là nhiều và rất là hay, rất là mát tài. Là một lương y hay là một bác sĩ vậy? Bác sĩ. Không phải bác sĩ mà là y tá, lên y tá trưởng luôn mà. Là giỏi lắm luôn. Chuyên về da liễu cũng rất là giỏi. Thì sau này đến là anh chị mình. Anh chị mình thế hệ lớn rồi, cũng sáu mấy hết rồi, sáu mấy tuổi hết rồi. Cũng có một cái thẩm mỹ viện hả chị, hay là sao? Là những thẩm mỹ viện đầu tiên ở Canada, xong rồi Mỹ, phải cái thế hệ đầu tiên của người Việt mà di cư qua bên đó đó. 79 á, 79 á. Đây là những cái thẩm mỹ viện đầu tiên làm cho tất cả nghệ sĩ ở nước ngoài. Còn Thư là Úc trong nhà rồi, nên mình làm là thế hệ rồi đó, mới nhất sau này, nhưng mà cũng đã mấy chục năm rồi đó. Nên là mình đã được thừa hưởng kinh nghiệm của thế hệ cha mẹ và anh chị. Bắt đầu từ từ ba của mình là làm đẹp nè, làm về da liễu, là em thấy là cũng liên quan tới da làm đẹp. Sau đó là tới anh chị và tới chị, đã nhiều thế hệ, nhiều thế hệ làm. Như vậy thì với cái nghề làm đẹp này, chị thích nhất điều gì ở đó? Thích nhất hả? Thì thích nhất là khi mình làm nó hiệu quả, làm xong khách đẹp liền, lời khen của khách. Rất là
có những người làm nghề là thích rồi. Đó là hạnh phúc rồi. Dạ. Trong suốt hơn 20 năm có cái trường hợp nào mà chị thấy chưa hài lòng không? Hay là khách chưa hài lòng và một cái thực ra thì với người ta đó, trong rất nhiều lần làm đẹp, rất nhiều lần phẫu thuật hay rất nhiều lần này kia thì sẽ có một cái lần không đẹp. Dạ. Chị có bao giờ bị một cái lần như vậy chưa? Cũng có chứ. Dạ. Dạ. Tức là có thể là mình ý mình những cách đó chưa có được thông hiểu á, làm chưa có đúng ý, nhưng mà chỉ cần mình chỉnh nhẹ lại là đẹp rồi. Có nghĩa là khách muốn làm đẹp kiểu này nhưng chị lại muốn kiểu khác. Dạ. Nhưng sau đó phải thuyết phục. Dạ. Gặp tiếng nói thật chung. Thật ra là bởi vì sao, cái quan điểm đẹp của mỗi người khác nhau. Đôi khi cái mắt của mình nhìn như thế này là đẹp nhưng người ta lại không thích như thế, và người ta cảm thấy là như vậy là chưa hài lòng và chưa có thỏa mãn cái mong muốn người ta còn muốn hơn như vậy nữa. Thì nó không có một cái gọi là cái chuẩn mực cho cái việc là phải như thế này mới là đẹp, như thế này không phải là đẹp. Đó. Bây giờ trước khi tiếp tục với chị Hoa Hậu Anh Thương trong cái show Màu Hạnh Phúc ngày hôm nay thì sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho chị. Chị có dám chơi không? Tại bây giờ em thường thấy chị ít nói nhút nhát lắm. Đúng rồi. Em chơi không? Không chơi đi về, em kết show em chào kết luôn nè. Hồi nãy lúc mà vô bắt đầu show á, chị Thư nói là chứ trời ơi chị run quá không biết nói gì á, mọi người hỏi cái gì vậy, có gì hả, để đỡ giùm cho chị đi. Không sao đâu chị, bây giờ chị chơi một cái trò chơi này xong rồi chị cảm thấy là mình sẽ mạnh dạn, sẽ bớt run đi liền á chị. Đúng rồi. Vẫn được làm đẹp, đúng là lĩnh vực của chị thôi, cho nên là mình cứ chơi thử. Dạ. Không, đã đến rồi phải làm chơi tới cùng. Wow. Tại vì khách mời Màu Hạnh Phúc của em là các nghệ sĩ, các doanh nhân, tất cả mọi người nhiều lĩnh vực thì đều dám chơi hết. Dạ. Vậy em phải hỏi trước, tại vì nhiều khi hoa hậu người ta sẽ giữ hình ảnh nha, người ta không dám chơi sẽ mất hình ảnh. Chơi không? Chơi nha. Ok. Ok. Về hoa hậu làm đẹp nha, em sẽ nói đây, trên tay có những cái bông hoa. Dạ, hoa hậu là phải có hoa. Hoa có hoa mà. Và những cái màu sắc khác nhau, em có màu cam này, màu hồng, màu tím. Màu này màu gì bé, hồng hồng phấn đó, nhẹ nhẹ. Tại vì thực ra thì em lựa một số màu mà em thấy là cho là đẹp tượng trưng thôi, chứ còn em biết còn nhiều màu nữa. Chị sẽ chọn một cái bông hoa màu nào mà chị thích nhất trong bốn màu này? À, em không có ép nha, nhưng mà em nghĩ là chị sẽ lựa. Chị thích nhất màu nào? Em quay cái giá tiền theo cho. Như cái sở thích của chị bình thường thì chị sẽ thích. Thông thường là mình thích màu tím. Đây. À dạ. Đó, đã mặc một cái tím trên người rồi đó. Quá tím. Cây tím. Giống như là cái quyền trượng hoa hậu vậy. Đạt giải rồi, thưa quý vị. Màu tím này thường người ta hay nói là màu chung thủy không bé? Màu tím thủy chung. Đúng không chị, hay là sao chị? Hay là màu tím này nó có ý nghĩa, nó có cái kỷ niệm nào với chị về cái màu tím nào mà chị thích nó? Tại mình người Huế mà. Dạ. Nên là thích màu tím. Tôn nữ Anh Thư. Là cái tên là em thấy là nó hơi cung đình nha. Ha, hơi kiểu như vua chúa một tí xíu. Tôn nữ Anh Thư. Thì màu tím thường là với những người mà thích màu tím thì là những cái người rất là thủy chung, thì mình đã biết rồi về cái màu tím chỉnh rồi. Chu, chồng nghĩa chỉnh chu, chỉnh cầu chu, nhẹ nhàng, điềm đạm. Mà cũng hơi khó tính. Và uống gì không chị? Không, mình dễ thương mà. Với lại màu tím là chị không có, chị không thích sự thay đổi. Chị có phải là người như vậy không? Đúng là mình ít khi nào chịu thay đổi lắm. Dạ. Giỏi quá vậy, sao biết hay vậy? Chị em sao? Bán đại đó chị. Chị thương vì sao chị không thích thay đổi gì thế? Ví dụ ông xã mình thì thay đổi làm gì? Hả? Ông xã thay đổi là... nó nói tự thay đổi. Là chị đang nói về dược sĩ Nguyễn Văn Phúc đúng không? Đúng rồi. Ông xã thay đổi gì? Tại vì như vậy nè, em thì trước khi bài, tại vì em chỉ biết chị đó cái cuộc thi đó thôi, và sau đó thì giống như đóng phim lần em nhờ chị giúp là hết. Rồi không có gặp, không có nói chuyện nhiều cho nên cũng không biết cụ thể như thế nào. Bây giờ chị chia sẻ thêm em một tí là với chị những cái kỷ niệm đẹp nào về Huế, về cái tuổi thơ, hoặc là những cái kỷ niệm đẹp, tại vì gia đình là một cái gia đình rất là, em nghĩ là đẹp truyền thống ở Huế đó. Chị chia sẻ thêm tí cho em mà chị thấy vui và hạnh phúc nhất. Hoặc là có thể là mình nói rõ hơn một chút, là chị có thể chia sẻ với khán giả những một cái kỷ niệm nào đó của chị mà có thể có liên quan đến màu tím Huế. Màu tím Huế của chị yêu thích chẳng hạn, hoặc là có một cái kỷ niệm gì đó của về tình yêu của anh chị, hoặc là một cái điều gì đó mà chị cảm thấy là đây là một cái điều mà làm cho chị mỗi khi nghĩ tới chị thấy hạnh phúc. Thực ra là mình sanh gốc là người Huế, nhưng mà ba mẹ sanh mình ở Sài Gòn. Nên là mình không có kỷ niệm với Huế nhiều, và cũng không có được đi Huế cho tới khi lấy chồng hưởng tuần trăng mật thì anh Phúc mới dắt mình ra Huế. Năm đó là chị bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó mình là 27 tuổi. Kỷ niệm về tuần trăng mật ở Huế. Dạ. Nghe là hấp dẫn rồi đó chị. Nên cảm giác mà lúc mà nôn nao lần đầu tiên được đi Huế rất là vui. Hoa mà mình kể cho nghe. Lúc đó là năm 1999. Dạ.
thì mình đi Huế cái mình mặc áo dài dạ. Tiếng Huế sườn xám của Huế nữa à. Cái lúc đi tuần cho mặt anh Phúc chụp hình cho mình rất là nhiều hình đẹp, mà tới bây giờ là anh Phúc không biết sao mình chụp rất là nhiều hình, nhưng anh Phúc lại quý cái đợt hình mình chụp ở Huế lúc mà tuần trăng mặt đó. Anh về anh cứ phóng lên anh treo trong phòng ngủ là mình rất là ngạc nhiên, mấy mươi năm anh cứ treo có đúng cái hình đó không. Trước khi đến Huế thì chị nghĩ như thế nào, và sau khi đến Huế chị thấy như thế nào? Tưởng tượng trong đầu chị nha. Thì trước khi đến Huế thì như mọi người cũng biết là nghe qua ông bà kể, đúng không? Ba mẹ kể thì Huế là cung đình cổ kính như vậy. Nhưng mà khi mình ra đó là thực sự mình thấy cảm nhận đó là cái nguồn cội của mình. Về đó là thích ở liền, mà lúc nào thích về Huế, không biết tại sao. Có một cái câu chuyện em thấy trên mạng xã hội gần đây là có một bạn trẻ sau khi mà mình hết dịch thì các cái tour du lịch, kích cầu du lịch mà mở cửa cho mọi người đi tham quan các cảnh đẹp, các nơi ở Việt Nam mình, thì bạn đã tới Huế và bạn đó về, bạn đã cảm nhận rằng là Huế rất là buồn, chán, không có gì chơi. Nói chung là chia sẻ thì có rất nhiều những bạn khác phản bác lại, nhiều khi bạn mới có đi một vài chỗ là nhiều khi bạn không phải là người con của Huế, như là rất là nhiều ý kiến trái chiều về cái câu chuyện đó. Theo chị thì cái câu chuyện của bạn này mình sẽ nghĩ một góc độ tích cực đi. Theo chị nghĩ sao để mà chị thuyết phục bạn này là Huế rất là đẹp, rất mộng mơ, rất là thủy chung và rất là có nhiều cái điều mà chúng ta sẽ xao xuyến khi chúng ta đến Huế? Thì mình nghĩ là có thể là bạn còn trẻ, đã quen với môi trường nắng nhiều, đúng không? Nên khi ra Huế trầm lắng, tại con cái là cái kinh thành mà, nên là hỏi cái sự là cái người Việt người xưa là kinh thành người Huế là kín đáo nhẹ nhàng, đúng không? Nghiêm trang cổ kính nên là bạn chưa quen được cái không khí của người bên ngoài Huế, nhưng mà ở đủ lâu sẽ cảm nhận và đi sẽ rất nhớ. Đặc biệt là những cái đặc sản thực phẩm, thức ăn ở Huế rất ngon. Ăn rất là đậm đà, rất là tinh tế. Ăn kiểu vua chúa mỗi thứ một ít rất là nhiều món. Đúng rồi. Cái, nhắc đến cái vấn đề mà ẩm thực, em hỏi hơi riêng tư một chút xíu. Ở nhà chị thì chị là người vào bếp hay là anh Phúc ạ? Đúng là riêng tư thì đầu bếp chính trong gia đình đó. Tại vì là cái này là hơi một chút xíu bật mí thôi nha, là đã có một lần Quỳnh Phượng được hân hạnh qua nhà chị Thư và dùng bữa do chính tay anh Phúc nấu, một món ăn rất là ngon và ấn tượng mãi đến tận bây giờ luôn. Và lúc đó thì chưa có tiện hỏi là cái việc mà nấu ăn như vậy là anh Phúc làm thường xuyên ở nhà hay là lâu lâu có khách ảnh mới vô bếp anh trổ tài thôi. Nhưng mà sẵn đây thì em hỏi chị Thư luôn, chị có thể chia sẻ được không ạ? Ông xã mình thì rất là người Đà Nẵng mà, cũng gần với Huế vậy đó, và rất là sành ăn. Nên là anh ăn món gì phải đậm đà, đúng hương vị mới ăn. Nên là anh cũng thông thường là anh cũng hay vào bếp đó. Để anh tết đại bạn bè như là vợ chồng Hồng Phúc bữa đến. Còn hai đứa con mình nữa, tôi cũng rất thích ba nấu. Nên là tôi cũng nhàn lắm. Là theo chị thì với hạnh phúc mỗi gia đình á, thì chồng cũng nên vào bếp hay là cái công việc bếp núc là chỉ để dành cho chị em phụ nữ thôi? Tại vì em không có vào bếp được á Thư, nhưng mà lần em vào bếp thì người ấy rất là vui, em nấu không ngon nhưng mà em thấy nó làm sao sao á Thư, kiểu như đàn ông vô bếp nó kỳ kỳ chị ha, hay là sao, chị thấy làm sao? Thực ra là tất nhiên phụ nữ là quản lý chính của nhà bếp. Nhưng mà nếu như người phụ nữ lúc nào người ta cũng có không khỏe hoặc là lúc nào người ta cũng cần sự quan tâm của người chồng, nếu mà người đàn ông vào bếp để làm một bữa cơm tết đại gia đình thì điều đó là tăng thêm cái hạnh phúc gia đình chứ. Hay tốt mà. Dạ đúng rồi chị, nên phát huy nhiều. Tại vì là đàn ông mà vào bếp á, không phải là mất đi gì sự nam tính đâu, mà đó là chứng tỏ là mình quan tâm, mình chia sẻ và mình yêu thương trân trọng người phụ nữ của mình. Người ấy hỏi là người ấy trả lời rồi đó. Tại vì vậy là chị, mấy lần mà mấy bạn hay hỏi vợ chồng em là thế nào hạnh phúc nhất, thì vợ em nói là thấy chồng vô bếp, mà thật ra em vô bếp á em cũng cố nấu mà em nấu không ngon. Với cái nữa là vô bếp là một cái cực hình, tại vì thật ra giống như chị phụ nữ, chị biết là cái nguyên cái gian sơn phụ nữ là cái bếp, để đâu đũa muỗng chén bát là biết hết, nhưng mà em có biết đâu, chị đúng nó lóng ngà lóng ngóng nó tùm lum, mà sau khi em nấu xong là một cái bày ra khắp nơi, thì sau đó chị biết rồi đó, bà vô bà dọn, bà kèo dọn đâu, bà chửi tới đó, bà căng nhà một đêm em không ngủ được Thư ạ. Và rất nhiều lần nhiều đêm em không ngủ được như thế, thì em cũng kiểu em hơi ngạc nhiên cái xíu, em nói chứ tại sao phụ nữ lại thích cái hạnh phúc nó giản dị và nó đơn giản như thế, có nghĩa phải chăng là hạnh phúc của nhiều phụ nữ nó chỉ đơn giản vậy thôi chị, hay là nó em nghĩ là đưa tiền về sẽ vui hơn chứ? Chị Thư nghĩ sao? Tất nhiên đưa tiền là không thể thiếu được rồi.
nhưng mà em phải quan tâm cho giúp với vợ nữa. Và đó là khi mình về nhà, gia đình mình đó là thật sự gia đình là đơn giản như thôi, đâu cần phải cao sang quyền quý, đâu cần có nhiều phép tắc chi. Chỉ còn em nấu cơm cho vợ như con ăn là được rồi. Mặc dù cơm dở cũng ngon hả chị? Dạ, nếu mà em nấu dở thì về lại không nấu nữa thôi cũng được ạ. Dạ, cũng ăn được ạ. Dạ, đó là động viên tốt rồi. Phát huy tiếp nha. Em thấy hôm nay cái màu hạnh phúc á, nó có sự tím thủy chung mà nó cũng sự tím dằn mặt nhẹ. Tím mặt luôn. Tím mặt luôn. Bên kia các ông chồng ơi, muốn lấy điểm vợ mình, muốn làm vợ mình hạnh phúc chỉ cần vô bếp thôi. Giống như là chị Anh Thư, hoặc Anh Thư và vợ Phúc chia sẻ đó, là không cần ngon, chỉ cần thấy ông chồng đứng lui cui một hôm một kê, đứng nấu nướng cái gì. Các anh quay phim và đạo diễn, ekip Thái Nam trong phim trường nhớ chú ý điều này nha. Cứ lấy điểm vợ bằng cách là vô bếp là luôn chị là hạnh phúc. Dạ, như vậy thì em có thêm một cái màu nữa, màu tím dằn mặt. Bây giờ mình sẽ chơi một cái game nữa về thử thách một chút về cái vị giác. Dạ, thì là thật ra thì trong cuộc sống của mình nó những cái màu sắc á, nó ngoài bên ngoài, ngoài những cái màu sắc thì nó cũng có những cái hương vị nó tạo nên hạnh phúc nữa. Đắng, cay, mặn, ngọt, chua, có thể là năm cái vị cơ bản đó tượng trưng cho năm cái cung bậc của hạnh phúc. Nó thực ra tụi em tự đặt ra thôi chứ em biết còn nhiều vị khác. Dạ, có vị lợ lợ rồi, có vị nhạt, có nhiều nhiều thứ vậy. Trời, đúng không? Tình cảm lợ lợ nghe nó kỳ quá. Không, cái đó mình nghĩ thôi, cái là thực ra format của mình thì mình nghĩ. Nhưng mà giờ chị Thư chơi tiếp với game sau không? Rồi mình vừa chơi vừa chia sẻ tiếp. Chơi tiếp nha. Nghe thế, Phượng nói rất là hấp dẫn, để mình thử xem. Thấy vui vui đó, thấy vui ha. Dạ, rồi. Bây giờ tới uống nha, ẩm thực thì em có cái năm vị nước ở đây. Cái ngọt nè, cái đắng, cái chua, cái mặn và cái cay. Để ta chị Thư đâu? Đây chị Thư để đây. À, bây giờ chị sẽ lựa một cái ly trong năm ly này và chị uống hết. À, sau đó thì mình nói chuyện tiếp. Dạ. Một ly thôi. Chị có thể sờ một chị vòng sờ. Để kiểm tra. Muốn hửi không thì em cho chị hửi hay sao, hay là chị sờ thôi là bóc đại. Cho nó duyên số đi ha. Cho chị có gì cao cao vậy. Dạ, chắc cái miếng chăn nó làm đẹp á chị, kiểu vậy đó. Dạ. Hửi một cái không chị? Không, chị lựa là chị bóc ra. Bóc chưa? Cái này. Dạ. Cái ngoài cùng. Rồi, ok. Rồi, em, rồi chị cầm chắc rồi. Dạ, bắt đầu nếm. Sao không vậy, có an toàn không vậy? An toàn. Dạ, an toàn chị. À, bartender em là thuê từ chợ xuống. Rồi bay máy bay qua Việt Nam, bút ráp tới đây. Dạ đó. Ở chợ xuống đó chị. Ở chợ xuống đó. Mình thử nha. Dạ. À, thấy cái vị. Chút nói sao, cảm nhận từ từ rồi. Hết ly đi chị, để mình cảm nhận tiếp. Nó uống hết ly rồi, nó đắng lắm. À, vậy mình biết rồi, đây là vị đắng. Dạ. Rồi, đặt lại cho em, chị nói liền cho cảm nhận nó liền. Đắng rồi. Đắng liền, họ mắt ra mắt hay quá vậy ta. Mình nếm cái, em tưởng chị không có nếm được vị luôn á. Trời ơi. Dạ, để em để đây, từ xíu. Thấy sao chị? Đắng. 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 Chắc là cà phê đó. Dạ, cái cảm nhận đầu tiên là đắng đúng không chị? Em tượng trưng cho cái vị đắng. Dạ. Đắng. Chị có... Rất nhiều thứ nói đắng nha. Tại vì đắng cay, mặn ngọt vậy đó kiểu, nhưng mà đắng. Khi mà thấy đắng vậy chị nhớ tới cái điều gì? Hay nhớ tới kỷ niệm nào mà chị thấy nó giống cái vị đắng này? Mình đắng là khi mình nếm vào thôi, nhưng mình để ý một chập giờ cái dư âm của nó là thấy cũng ngọt đó. Dạ. Chịu, dễ chịu. Nó có hậu ngọt. Cái hậu ngọt. Tức là khi để đạt được cái sự cái thành quả ngọt ngào thì mình cũng phải trải qua một chút đắng, đúng không chị? Thì chị có một cái câu chuyện hay một cái kỷ niệm nào mà khi mà chị nếm cái vị đó, chị gợi nhớ lại làm hồn mình đã từng trải qua cái vị cái cảm giác đắng đó rồi. Dạ. Đã trải qua rồi và để rất là khó khăn để gặt hái được cái sự ngọt ngào. Vậy thì mình chia sẻ cái lúc mình đi thi Hoa hậu Miss Việt Nam New World đi. Dạ, 2018. 2018. Khi mà từ Việt Nam qua, lần đầu tiên mình qua Canada, đến Vancouver, mình không có đủ sự chuẩn bị nên là mình không quen được khí hậu lạnh đó, bệnh. Hồng Phúc có nhớ không? Chắc Hồng Phúc cũng bận tư bệnh đó, bệnh sốt. Bệnh thư bệnh từ lúc tập vợt sân khấu này kia thư bệnh cho tới ngày lên sân khấu thư vẫn bệnh. Không biết làm sao, cái thư uống thuốc. Mà bên đó thì kiếm bác sĩ thì cũng không có đơn giản. Tại mình lạ quá. Ban tổ chức cũng có lo lắng, nhưng mà tự nhiên cái cơ thể thư không chịu được. Thư bệnh thư tưởng là thư bỏ cuộc. Và có những lúc ngồi khóc. Mà cũng may có anh xã là anh Phúc á, thì anh động viên, anh lo thư ăn xong rồi cho thư uống thuốc liên tục. Mà không biết sao thư không giảm được.
Là tôi nói tôi bỏ cuộc, xong rồi tôi tưởng là tôi không thi được luôn. Là tôi nói ôi mình đã dành bao công sức, mình sắp xếp mình đi qua đây mà không thi được, nó rất là buồn. Và là quyết định là thi được không, sợ không lên sân khấu nổi, tại nó rung không đi được nữa. Cái bệnh tới như vậy á. Sốt hả chị? Sốt, bệnh là rung mà nó... Mà có bao giờ chị bị như vậy không, mà hay là chị sẽ lần đó? Chưa bao giờ tôi bệnh một cái trận bệnh mà dữ dội như vậy. Mà chị có đi nước ngoài chứ, Canada chị đi nước ngoài nhiều chứ? Cũng đi rồi nhưng mà Canada thì lại lần đầu tiên. Lúc đó có bạn cũng cảnh báo là cái gió ở Canada nó rất là độc nha. Thấy nó mát mát là lạnh nhưng mà khi mình nó dễ bị cảm lắm á. Mình không tin ý gì thì mới qua vui quá. Mấy anh chị vui quá là mình cũng vui theo vậy. Cuối cùng là mình đổ bệnh sớm nhất. Cuối cùng là mình tưởng là mình thua cuộc rồi đó. Mình không thi được. Nhưng mà vào đêm chung kết thì quyết định là cũng tội lắm. Anh Phúc với mấy ban tổ chức á, họ kiếm được cái thuốc rất là tốt. Tôi uống, xong tôi đi ráng thôi, tôi đi lên sàn để diễn mà tôi cũng rung bật bật đó. Tôi nói giọng nó rung, nhớ không? Lúc vẫn vắng giọng nó còn rung á. Tôi rung nhưng mà cuối cùng là thành quả là như Phúc đã biết. Tôi đã được vinh hạnh là được giải hoa hậu. Là tôi nói trời ơi, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu công sức của mình, bao nhiêu khổ sở mình đã chịu đựng được hết. Cuối cùng là ban giám khảo thì tất cả khán giả đã đồng bình chọn cho Thư để được giải hậu. Nhưng thi vừa xong Thư mừng, nó lên xe Thư ngủ, Thư ngủ mấy ngày trở lại sức luôn. Không ăn uống gì cứ ngủ. Không ăn được cứ ngủ, tại vì mình quá mất quá nhiều sức. Đó là cái thời điểm chị thấy nó đắng cay nhất đúng không? Cay. Hơn cả kinh doanh nữa hả? Kinh doanh thì cũng chưa bao giờ gặp như vậy. Kinh doanh thì là nó vất vả kiểu khác nữa. Tôi kể một cái kỷ niệm, tại vì tôi nghĩ cái khi mình đọc cái hậu đó là một kỷ niệm quá đẹp cho một đời phụ nữ của mình. Nên tôi kể cái đó gần cho bạn hai vậy đó. Còn kinh doanh thì quá nhiều khó khăn, kể không hết đâu. Vì là em nhớ là tại vì lần đầu tiên em tham gia cái cuộc thi đó là năm 2017. Thì lúc đầu là mới thôi, nó chưa có khắc nghiệt, nó khó như là cái năm 2005 chị thi, năm 2018 thì lúc đầu là cái thí sinh nó cũng ít. Và cái cái đa số là ở các cái thí sinh ở Việt Nam mà sống ở Mỹ và Canada thi là chính, chưa có nhiều Việt Nam mình sang. Nhưng mà tới khi cái mùa của chị thì bắt đầu là có khắp nơi, nhiều người và đông đúng rồi. Và cái hạng mục của chị Thư là khó, tại vì sao, các cái thí sinh kia chuyên nghiệp, tức là họ đã từng diễn những cái show thời trang, họ đã từng xuất hiện trên báo và họ đã từng rất là các bước là tự tin. Nhưng chị Thư thì giống như kiểu bỡ ngỡ lần đầu tiên, mà lại lần đầu tiên chị đến Canada nữa, mà trong một tuần tập luyện ở cái ngôi nhà chung ở Vancouver. Thì Phúc thì em không nhớ chị, tại vì thí sinh nào như thí sinh em lúc mà chị hoa hậu thì mới nhớ, nhưng lúc đó đông quá và lúc nào thấy các chị đều rất nghiêm túc là tập luyện. Mà thật ra là có thí sinh mà thi miss là cái dưới tuổi lập gia đình á, là chưa có gia đình cũng có bị bệnh nữa, nhưng mà không có nhớ là ai. Và tại vì thời tiết nó khắc nghiệt nên là khi mà lúc bây giờ chị Thư kể mới nhớ là trong đó có chị Thư nữa. Và thật ra lúc đó như chị vẫn tập, em nhớ là cũng ráng ra tập luyện, tại vì những cái bài tập có cả một cái anh Alan Vũ ở bên Pháp, anh đó là đạo diễn rất là nổi tiếng thời trang bên Pháp, anh sang và anh tập thì mọi người đều nghiêm túc tập luyện và trao đổi. Thì bây giờ chị Thư nói lại thì mình mới nhớ mang máng là có những cái thí sinh bị bệnh như thế, là trong đó có chị Thư nữa mà và vẫn vượt qua được. Cái động lực chính để chị Thư vượt qua, có anh Phúc đi theo, người ấy đó. Đúng rồi. Nhìn thấy người ấy ở dưới cảm động quá. Nhưng mà em không có cho chị Phượng đi thi, tại em sợ thi hoa hậu đẹp cái tự nhiên mình bị nhiều người soi mói vợ mình á. Anh Phúc có bao giờ nghĩ mà em gì? Anh Phúc không có ích kỷ như Hồng Phúc. Lúc anh Phúc động viên chị sao rồi con này đau dầm trong tim, tim mặt bảo là lúc này cho một cái mũi tên. Sao chị, lúc anh Phúc động viên chị sao? Tất nhiên anh Phúc thì cũng lo chứ, anh cũng lo như Hồng Phúc vậy đó, đúng rồi. Nhưng mà Thư cũng thuyết phục anh, nói em muốn thử sức và em thấy đi Canada cái giải thi này cũng uy tín, nên là em muốn thử sức. Và anh khi anh suy nghĩ mãi nha, khi anh đồng ý là anh hỗ trợ thật hết mình. Tôi cũng cảm ơn anh Phúc nhiều. Có nghĩa là với chị Thư thì em thấy được như lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng ngọt ngào đó. Cho nên thành ra dù như một trong những khách mời mà em mời tại cái đợt ra đợt ghi hình đầu tiên, em muốn mời chị Thư tới đem chị Thư truyền cái hạnh phúc, truyền tải cái năng lượng tích cực cho mọi người. Cái sự hạnh phúc nó tỏa ra trên mặt luôn, là từ cái nụ cười, từ cái phong thái, từ cái mái tóc nè, cái dáng đi, tất cả mọi cái luôn. Mà bởi vì sao, anh chồng quá tuyệt vời ở phía sau luôn, em ngưỡng mộ vô cùng luôn. Anh ấy chăm lo cho chị từng miếng ăn, giấc ngủ, nấu ăn cho chị nè, đi theo chát nè, đi nước ngoài chăm sóc luôn nè. Với chồng không có đi hả? Nhưng mà quan trọng là anh Phúc đâu có ngồi được cái bên Thư giống như Hồng Phúc ngồi bên Phượng như lúc này. Cảm ơn Thư chồng. Dạ chị, mình thường là em thấy ảnh đi theo suốt, bữa nay chắc lỡ bận chút thôi anh ha. Chút lỡ bận chút xíu mình thôi. Mình cứ tính hiện đại đi, đừng nhìn xa xôi. Không, nhiều khi vậy nè, anh Phúc biết là tới cái chỗ quay đông người như vậy, anh cũng
đúng không? Anh muốn né để cho chị thoải mái, để tôn trọng cái quyền riêng tư của vợ mình. Bởi vì em nghĩ là ra vậy thì có rất là nhiều, giống như kiểu ekip em toàn nam không, có mình chị với vợ em là nữ thôi, giống như các bạn quản lý chị nữ còn lại là nam, cho nên nhiều khi anh cũng không có muốn để xuất hiện ở đây, nhiều khi cũng khó. Chứ còn thì ông tụi em thì đương nhiên là thấy hoa hậu là nhìn rồi, thấy người đẹp là nhìn, nhưng mà vấn đề là ăn thua ảnh có tôn trọng chị không, và chị có tôn trọng anh hay không. Em nghĩ hạnh phúc của mỗi người là tôn trọng lẫn nhau, chị có nghĩ vậy không? Có, hồi nãy trước khi đến đây thì mình cũng nói trao đổi với anh là mình sẽ đi quay phim bên MC Quỳnh Phượng. Và anh mà nói cũng đề nghị anh đi chung, anh nói anh đợi nhẹ đi xong về chút rồi mình đi ăn. Trời ơi, ôi hỗ trợ mình. Em ngưỡng mộ anh Phúc quá, ăn tim anh Phúc. Bởi vì đối với người phụ nữ bản thân em thôi nha, suy từ bản thân em ra thôi, em không biết mọi người phụ nữ khác như thế nào, nhưng mà cái sự ủng hộ, cái sự động viên và cái sự chăm chút của người bạn đời dành cho mình, cái điều đó nó vô giá, nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều cái chuyện mà bạn chỉ có đi làm và đem tiền về như cái một cái nghĩa vụ thôi chị. Tại vì thật ra kiếm tiền, chúng tôi cũng kiếm tiền được vậy. Thì có nói gì đâu, phụ nữ bây giờ giỏi mà. Chăm con chúng tôi cũng làm được vậy. Đàn ông bây giờ chăm con cũng được vậy. Chúng tôi làm được hết đó. Đàn ông cũng làm được hết đó. Không có bạn chúng tôi cũng làm được cả tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái sự động viên và cái sự khích lệ của người bạn đời dành cho mình, đó là cái niềm hạnh phúc mà tất cả các chị em phụ nữ đều ao ước và mong muốn. Với em á, khi em làm cái show này thì em không nghĩ là em được mời được những khách mời mà sẵn sàng tới với em. Tại vì thật ra một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ của em, H2B Entertainment, chưa ai biết tới. Rồi cái công việc em thì em vẫn biết, nhưng mà cái show này tới gì nhiều khi mình có bị mất hình ảnh hay không, không ai sẵn lòng đâu. Thật ra em mời trước, em bắt mời những người quen, người em biết trước. Thì khi em mời chị, em mời tất cả mọi người đều ai cũng đồng ý, tại nghe thấy hạnh phúc. Rồi nghe em gây quỹ từ thiện, ai cũng gật đầu mặc dù chưa biết em làm gì. Nên là khi em thấy mọi người thật cao Phúc, mọi người Phúc nhắc lại một lần nữa là tất cả các khách mời Phúc đều không có cát xê. Cho nên thành ra là em ngại chuyện đó. Tại vì thật ra em mà có cát xê, em có tài trợ, có mọi thứ em sẽ song sên, nhưng em không có gì hết. Và em với ekip dù làm thì chỉ có cái tấm lòng. Và tụi em muốn là có một cái show gì nhỏ nhỏ hạnh phúc để mà gửi tới mọi người trên kênh em, cho nên em làm thử. Nhưng không ngờ khi em làm xong, em thấy mọi người hưởng nhiệt tình. Và các khán giả coi kênh em cũng rất là thích nữa, cho nên thành ra với chị đến cái show của em chị thấy như thế nào, mặc dù là em biết là chị rất là bận rộn. Dạ. Thư khi mà Thư Hồng Phúc gợi ý Thư là nên tham gia show, thì Thư cũng có nghiên cứu, thì cái thông điệp của bạn muốn gửi đến cái trong cái show này á, cũng như 10 số của bạn đó, là 12 chương trình đầu tiên, 12 chương trình đúng không, là thông điệp về hạnh phúc, hạnh phúc gia đình. Thư nghĩ hạnh phúc thời điểm nào, thời nào chúng ta cũng đều đi mưu cầu và tìm kiếm đúng không? Nhất là trong những cơn dịch bệnh như vậy thì hạnh phúc đơn giản nhất là hạnh phúc gia đình đó chứ. Gia đình là tế bào của xã hội mà. Chúng ta gìn giữ một gia đình hạnh phúc thì xã hội sẽ vững mạnh thôi. Nên là tôi nghĩ thông điệp này hay mà nên phát huy. Cái gì tham gia liền, không cần đắn đo vậy chứ. Đúng rồi. Tôi nghĩ nó phù hợp với Thư. Với mỗi người thì có nhiều cách để đem lại hạnh phúc cũng như là lan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người. Với những người ca sĩ thì đem tiếng hát, người vũ công thì đem đến những cái điệu múa đẹp. Còn đối với những người làm thẩm mỹ như chị thì là đem đến cái vẻ đẹp và sự tự tin cho những người phụ nữ, cũng là một cách để làm cho những người phụ nữ đó ngày càng đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Đó là một cách chị lan tỏa cái niềm hạnh phúc cho mọi người. Đúng rồi. Tại vì khi mình cũng biết tạo hạnh phúc cho mình thì mới đem được hạnh phúc cho mọi người. Em tranh thủ em quảng cáo Via 30 giây. mọi người muốn mà kiểu như làm đẹp, an toàn và kiểu như là có những cái gì thoải mái nhất, người tới nói hashtag Hồng Phúc tại thẩm mỹ viện Anh Thư, bởi vì Phúc đã làm nhiều lần ở đó, được giảm giá ưu đãi tốt. Người tới nói hashtag Hồng Phúc được giảm giá, đang có ưu đãi không chị? Đó chị Thư dạ rồi đó nha, chứ không thôi mốt mọi người không tới được giảm giá đi chứ Phúc, tranh thủ. Sẵn đây thì em cũng nói luôn, em cũng mặt chồng em luôn, là chồng em sửa rất nhiều ở đó rồi chị. Trời ơi, mọi người có nhìn vô nó không phải tự nhiên mà đẹp được như vậy đâu. Là cũng có qua bàn tay của chị Thư, cũng chăm chút cái này cái kia. Thật ra là bị Phúc bị rổ, bị sẹo rổ ra tới chị Thư làm là da mặt và sẹo mụn đó. Tự nhiên thì mọi người thấy là da mặt đó, nó đẹp, nó mịn mát láng hơn là chưa là thấy đẹp thôi. Đàn ông Phúc nghĩ là chỉ cần da mặt đẹp, đừng có rổ mụn quá là ok rồi. Hết chưa? Hết
còn hả? Hết chưa? Hết rồi đó, đâu có gì, không có gì. Chị Hương nói thiệt là thật lòng, tự nhiên giặt mặt, bất nhiên giặt mặt. Cái bụng kìa, cái bụng kìa. Cái bụng phải đừng uống bia đó thì sẽ giảm xuống thôi. Không có đâu, cái bụng đâu phải tự nhiên mà nó xẹp được như vậy đâu. Quá trời ở chỗ có đánh mở bụng. Có, thấy không? Thấy chưa, kiểu đó. Khó quá. Đâu phải tự nhiên mà có sao. Rồi cái mọi người kêu là đưa chị Thư ra đây quảng cáo rồi, kêu nó là đánh sập kênh. Chị Thư nói vậy hai đứa có hạnh phúc không mà chị đây vậy? Dạ không, hạnh phúc của em đây là giặt mặt chồng em. Dạ. Cảm ơn chị Thư, anh Thư rất là nhiều. Và em hy vọng rằng là những cái show, những cái đợt tới mà của HKB Entertainment cũng như là của bạn bè em mà cần sự giúp đỡ của chị Thư hãy hỗ trợ tụi em. Bởi vì là tụi em rất cần những cái người mà năng lượng, tích cực, hạnh phúc như chị để mà làm cho động lực cho tụi trẻ tụi em có những cái sản phẩm mà hay, tốt. Em nghĩ không những trên kênh YouTube đâu mà trong ngoài đời nữa. Tại vì những cái show từ thiện hay những chương trình từ thiện hú gì Thư, Thư tham gia liền chứ không có băn khoăn gì hết. Nên chị Thư luôn đồng hành với tụi em nha. Và giống như Phúc chia sẻ với mọi người là Phúc không có cách xê, nhưng Phúc có những cái món quà tốt từ những sản phẩm Phúc dùng từ Stada, công ty Stella đó, đó thì là dược á, thì em đã xài hoặc là cà phê là yến, rồi cái voucher Adam Store đó, tất cả sẽ gói ghém cho một túi quà. Em biết chị đang Hoa Hậu là đẹp rồi nhưng em vẫn muốn chị đẹp hơn nữa. Em muốn tặng chị những cái sản phẩm của Stada, bây giờ là Stella, là Odysta 60 giảm cân nè, arginine lọc gan, Staviton lọc thuốc bổ cho người già và trẻ em, cà phê Rama, nước yến Ngọc Linh và một cái voucher đâu rồi ta? Đâu rồi đây, của Adam Store Vet 2 triệu đồng tặng chị, và một cái phong bì nhỏ nhỏ xăng xe, taxi để mà chị hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc làm đẹp tới cho nhiều người nữa. Dạ. Yeah. Ôi quà tặng nên là đầy đủ và chu đáo quá trời. Yeah. Những cái món quà này là tốt cho sức khỏe. Và bản thân tụi em khi làm cái show này thì thật ra cái mục đích chính của tụi em là nhấn mạnh cái thông điệp là có sức khỏe thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, và chúng ta sẽ đem hạnh phúc đến cho mọi người. Thì khi tụi em làm cái show này để gây một cái quỹ nhỏ nhỏ để giúp đỡ cho các bé bị bệnh tim mà còn có hoàn cảnh khó khăn có thể được có một được chữa, được mổ, có những cái trái tim khỏe mạnh giống như là bé Chip con em, thì các khách mời đến đây sẽ cùng chung tay với chương trình để gửi những lời chúc, những thông điệp và những món quà nho nhỏ để chia sẻ cho các bé. Dạ. Hay quá, ý nghĩa hay quá. Dạ vâng. Đây, chúng em có một cái thùng quà quyên góp nho nhỏ. Dạ. Và tùy theo tấm lòng của mỗi khách mời đến đây thì cái thùng quà này sẽ được chuyển đến tay các bé khi mà chúng ta kết thúc cái series này. Dạ. Thì tôi cũng xin cảm ơn chương trình H2 Entertainment. Dạ. Hồng Phúc và Bình Phượng đã mời Thư dự cái show hôm nay. Thư sẽ nhận hết những quà tặng này. Dạ. Nha. Thư cảm ơn. Nhưng Thư thấy có cái này. Dạ. Mời nghe Phượng mới nói ý nghĩa của chương trình này là dạ, từ thiện cho bé mổ tim. Dạ. Vậy ta Thư gửi cái phần này của Thư vào đây được không? Dạ, dạ được. Đúng rồi, nó là mục đích chính đó chị. Dạ. Em chuẩn bị là để như vậy đó chị. Dạ. Sau kết thúc tất cả các show của Màu Hạnh Phúc thì tụi em làm từ thiện và chắc mời chị Thư gì đi theo tụi em. Dạ. Chia sẻ chung vui với các bé một ngày nào đó ạ. Dạ. Chị Thư sắp xếp theo tụi em cho vui nha. Nhớ gọi chị. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn chị Thư rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho H2B Entertainment cũng như là cái dự án này của Phúc và Phượng. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau với những khách mời tiếp theo. Nếu như quý vị like, share và subscribe kênh H2B Entertainment quý vị nhé. Và đừng quên cái khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên H2P Entertainment Official. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.